đã có tất cả những gì mà một cầu thủ trẻ, thậm chí là một ngôi sao lớn phải mơ ước. Không chỉ là ông vua các giải trẻ, với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất các giải U17, U19, U21, chức vô địch U19, U21 quốc gia, Quang Hải còn vô địch giải hạng nhất 2015, vô địch V-League 2016 và Á quân cúp quốc gia năm 2016. Chưa hết, ở vòng chung kết U19 châu Á vừa qua, Quang Hải nằm trong số những cầu thủ chơi hay nhất đưa đội U19 Việt Nam vào bán kết để giành xuất sự U20 World Cup 2017. Điều đáng nói, tất cả những danh hiệu trên được thực hiện chỉ trong 3 năm bởi cầu thủ đến từ Đông Anh. Trong suốt 3 năm qua, rất nhiều giai thoại được kể về Quang Hải, về tình yêu bóng đá tới từ rất sớm, về cái chân trái ma thuật, những đường bóng như thôi miên, những trận đấu mà cậu em út trên sân làm khổ cả những anh lớn hơn vài tuổi, về con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp khi mới 9 tuổi, và tất nhiên có cả những đêm khóc lóc, đòi về vì nhớ nhà. Ngay cả một chiến thắng của đội nhà, Hải vẫn có lý do để kiểm điểm bản thân, tìm những cách khác để đối đa sự hiệu quả, thế nên càng ngày, Quang Hải càng toàn diện, mạnh mẽ hơn. Nếu vẽ sơ đồ thăng tiến trong sự nghiệp của Quang Hải, người ta chỉ có thể vẽ một đường thẳng đứng, bởi tiền vệ có cái chân trái ma mị ấy, vô địch, giành nhiều danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ở gần như mọi đấu trường tham gia, vô địch U19, rồi U21 quốc gia, vô địch hạng nhất, rồi V-League đều ở mùa đầu tiên tham dự. Nếu lựa chọn một trong số những cầu thủ mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn muốn có nhất trong đội hình U20 Việt Nam, thì một trong số đó phải là Quang Hải. Còn nhớ ở vòng chung kết U19 châu Á 2016 tại Bahrain, Quang Hải là một trong ba sự bổ sung kịp thời cùng Văn Hào và Trọng Đại. Để rồi từ một U19 Việt Nam chật vật ở vòng chung kết U19 Đông Nam Á, bộ ba này đã cùng các đồng đội làm nên cơn địa chấn khi giúp U20 Việt Nam trở thành một trong 4 đội hàng đầu châu Á sự U20 World Cup 2017. Ấn tượng hơn là ngay khi trở về Hà Nội thi đấu trận chung kết U21 quốc gia, Quang Hải lập tức gây ấn tượng khi giúp U21 Hà Nội lên ngôi vô địch. Thành công của Quang Hải, một trong hai gạch nối cùng Thanh Hậu giữa hai thế hệ U19 Việt Nam tại các giải trẻ đã rõ, nhưng sự trưởng thành và tiến bộ ở V-League của cầu thủ có biệt danh là Hải Con mới là điều mà các thầy tại Hà Nội cảm thấy mãn nguyện. Những vòng đấu đầu tiên ở V-League 2017 chứng kiến phong độ cao của Quang Hải với các bàn thắng đẳng cấp cùng một số những đường kiến tạo thành bàn cho Hà Nội FC. Cũng chính sự tự tin ở cái độ tuổi mới chập chững 20 ấy đã giúp Quang Hải lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam, và một lần nữa, sự tự tin trong động tác xử lý bóng đã giúp Quang Hải in dấu dày ở 2 trong số 3 bàn thắng của U23 Việt Nam và lưới U23 Malaysia trong trận đấu chính thức đầu tiên của Quang Hải trong màu áo đội tuyển U23 quốc gia. Tất nhiên, thi đấu càng hay, áp lực từ sự kỳ vọng và cả những quá tải về lịch thi đấu sẽ là thách thức không nhỏ với chính Quang Hải. Hy vọng rằng bằng sự tự tin của mình, bằng sự lì lợm và cầu thị của mình, Quang Hải vẫn sẽ duy trì được phong thái sinh hoạt khoa học, luyện tập chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa trên sân bóng, để qua đó trở thành một trong những niềm hy vọng lớn của U20 Việt Nam